Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 7 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin xe VinFast đột nhiên bốc cháy, trơ khung khi đỗ trên vỉa hè. Một thông tin cực kỳ bất lợi xảy ra cho xe ô tô VinFast khi hãng này mới đây công bố rầm rộ trên truyền thông rằng sẽ xuất khẩu xe ô tô vào thị trường Mỹ trong năm 2022. Theo tờ báo điện tử Soha, một vụ cháy xe VinFast Lux A2.0 đã xảy ra vào khoảng 17 giờ 59 phút tối ngày 5 tháng 12 tại bên vỉa hè đường Tuệ Tĩnh, thành phố Vinh, Nghệ An. Đó là khi chập tối vào mùng 5 tháng 12, một chiếc xe VinFast Lux A2.0 bất ngờ bốc cháy dữ dội. Dù cảnh sát đã đến dập lửa, nhưng chiếc xe đã bị thiêu rụi. Đây là hình ảnh xe VinFast Lux A2.0 đã bị cháy rụi sau khi dập lửa. Phát hiện ra sự việc, người dân địa phương dùng phương tiện tại chỗ dập lửa nhưng bất thành. Theo thông tin ban đầu, khi đang đỗ trên vỉa hè đường Tuệ Tĩnh, chiếc ô tô 4 chỗ bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Ngay sau khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt tại hiện trường, ngọn lửa đã nhanh chóng được dập tắt. Tuy nhiên, chiếc xe gần như đã bị hư hại hoàn toàn. Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ cháy, chủ đậu xe ở vỉa hè đường thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. May mắn là chủ xe không có bên trong nên không có thiệt hại về người. Tờ báo Soha đưa tin như vậy. Và điều kỳ lạ là sau khi tờ báo điện tử Soha đưa tin và được nhiều trang khác dẫn nguồn đăng lại, thì mới đây bản tin trên báo điện tử Soha bất ngờ xóa đi chữ tất cả các dòng tin có chữ xe VinFast Lux A2.0, thay vào đó là chữ xe ô tô một cách chung chung. Tuy nhiên, dấu đầu mà lại lòi đuôi, đường link trên báo Soha.Vietnam vẫn còn nguyên dòng chữ xe VinFast bất ngờ bốc cháy dữ dội sau khi đậu trên vỉa hè. Và nhiều khả năng là tờ báo Soha đã bị can thiệp từ phía VinFast nên đã thay đổi bản tin một cách mù mờ để cho bạn đọc đừng chú ý đến nhãn hiệu xe VinFast, bởi vụ cháy xe có thể dẫn tới khách hàng lo sợ về chất lượng xe mang nhãn hiệu VinFast, nhất là khi VinFast mới đây đã công bố sẽ xuất khẩu ô tô vào thị trường Mỹ năm 2022. Cũng tuy nhiên, theo một số cư dân địa phương xác nhận thì chiếc xe bị cháy khi đang đậu trên vỉa hè đường Tuệ Tĩnh, thành phố Vinh chính xác là xe VinFast Lux A2.0. Hiện nay, video và ảnh chụp chiếc xe này đang cháy cũng không thể giấu được. Đây chính là xe VinFast Lux A2.0. Đây là hình ảnh 16 chiến sĩ đã dùng bọt chữa cháy liên tục xịt vào cũng không thể cứu được chiếc xe hơn 1 tỷ đồng bị cháy rụi. Lý do đích thực vì sao bán điện tử Soha đã tự thay đổi bản tin theo hướng tung hỏa mồ và xóa dòng chữ trên xe VinFast Lux A2.0. Tuy hiện chưa thể kết luận. Và chuyện xe VinFast tự bốc cháy không phải mới xảy ra lần đầu. Tuy nhiên, bản tin xe VinFast Lux 2.0 bị cháy trên cao tốc vào hôm 26 tháng 4 năm 2020 chỉ dừng lại ở quan sát bên ngoài. Những lý do cụ thể về điểm phát cháy và chất lượng các bộ phận liên quan không hề được công bố. Dường như đã có một thông tin nào đó phía sau không cho phép công bố như vậy. Và bản tin trên báo Sài Gòn Tiếp Thị vào 27 tháng 2 năm 2020 thì ghi nhận rằng chiếc xe VinFast Lux bị cháy khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, khiến cộng đồng mạng xôn xao. Các bên liên quan cũng đang có những nhận định về nguyên nhân ban đầu xảy ra. Cũng theo ghi nhận từ các đoạn video clip chia sẻ trên mạng xã hội, chiếc xe đã bị cháy trơ khung sau sự cố. Đoạn video lan truyền trên mạng cũng cho thấy phần thân xe cháy rụi, phần mâm xe cũng cháy và rơi vụn ra chứ không còn được nguyên hình nguyên dạng nữa. VinFast Lux SA2.0 hiện có 3 phiên bản với giá từ khoảng 1,5 đến 1,8 tỷ đồng mỗi chiếc. Cũng về chiếc xe VinFast bị cháy khi đang chạy trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, một bản tin khác đã ghi nhận như sau. Khoảng 16 giờ 42 phút vào ngày 26 tháng 4, người đi đường bắt gặp chiếc xe VinFast Lux SA2.0 bốc cháy ngùn ngụt trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương. Tài xế là nam thấy khói bốc lên từ đầu xe nên tấp vào lề đường thì lửa bùng lên cháy dữ dội. Người đi đường giúp sức dập lửa bằng bình cứu hỏa loại nhỏ nhưng không có tác dụng. Ngọn lửa đã khiến toàn bộ chiếc xe chỉ còn lại bộ khung. Vụ cháy diễn ra ở km 31 900 thuộc huyện Thủ Thừa, Long An. Xe đang đi hướng từ Long An tới Thành phố Hồ Chí Minh, không có ai bị thương trong vụ việc. Đây là hình ảnh chiếc xe VinFast Lux SA2.0 cháy trơ khung trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương. Sáng ngày 27 tháng 4, VinFast cho biết ngay sau khi nhận được tin báo của khách hàng, VinFast đã điều xe cứu hộ khẩn cấp đến hiện trường, đưa xe tai nạn về trụ sở công an
đồng thời cung cấp xe của đại lý cho khách hàng sử dụng trong thời gian đợi xử lý vụ việc. Sau đó, chiếc xe cháy đang nằm tại công an Long An chờ điều tra, xử lý. Theo thông tin ban đầu từ khách hàng, trước khi bốc cháy, xe có hiển thị thông báo kiểm tra động cơ, đồng thời bốc khói từ nắp capo. Sau khi đưa xe vào lề đường, khách hàng chỉ kịp sơ tán tài sản trên xe. VinFast cho biết hãng đang làm việc với khách hàng, cơ quan công an và bảo hiểm để điều tra nguyên nhân và xử lý. Còn chiếc xe VinFast Lux SA 2.0 bị cháy được chủ mua từ tháng 12 năm 2019, xe mang biển kiểm soát đăng ký tại Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, vụ cháy xe VinFast Lux 2.0 đã không được báo chí và bên nhà sản xuất VinFast đưa ra kết luận, mặc dù sự cố có ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe của người sử dụng. Và việc xe VinFast và 800 tờ báo Việt Nam đều câm nín lờ đi vụ lý giải nguyên nhân vụ cháy cho thấy 3 điều như sau. Một là bản thân VinFast muốn che giấu nguyên nhân vụ cháy là do thiết kế xe thiếu an toàn. Trước đó, một số sự việc đã được công khai trên báo chí rằng xe VinFast Fadi bị chảy dầu lênh láng đã được tờ Thời báo .d dự báo là xe có thể phát cháy thì nay đã xảy ra y hệt như vậy. Đây là hình ảnh của hôm 20 tháng 4 năm 2021, chủ kênh YouTube Coco TV nói về những ngày vui sau khi ông mua xe chỉ kéo dài có 2 tuần. Tiếp đến là những chuỗi ngày mệt mỏi. Tính đến nay, mình đã chạy được 8.000 km, mình đi sửa, đi bảo hành 10 lần. Lỗi đầu tiên là lỗi cảm biến áp suất lốp của 4 xe. Lỗi thứ hai là cần gạt mưa tự động, gạt khi mình để máy lên và tất cả các phím chức năng trên vô lăng bị vô hiệu hóa. Lỗi thứ ba là về sạc không dây trên xe, rồi chức năng sạc không dây coi như bỏ. Lỗi thứ tư là chức năng kiểm soát hành trình. Và là lúc xài được, lúc không xài được. Và VinFast đã cố ém nhẹm thông tin là hành động xem thường sức khỏe và tính mạng người tiêu dùng. Trước đây, vì lỗi kỹ thuật của bơm nhiên liệu, hãng xe Toyota đã triệu hồi 11.700 chiếc xe để kiểm tra và thay thế chi tiết này. Với lỗi liên quan đến túi khí không bùng, Toyota đã triệu hồi hơn 6 triệu chiếc xe trên toàn cầu để xử lý. Và lý do mà 800 tờ báo, hàng chục ngàn phóng viên của báo nhà nước ở Việt Nam không đưa ra nguyên nhân chiếc xe bốc cháy có lẽ do họ đã bị công ty VinFast và tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng mua chuộc hay sao. Hoặc phía sau họ cũng chịu áp lực từ lợi ích nhóm. Mới đây, chính sự việc của Bộ trưởng Bộ Tô Lâm ăn bữa thịt bò rắc vàng cực kỳ đắt tiền tại London cũng xảy ra tương tự. Vài trăm bài báo trên mạng xã hội và báo quốc tế, hải ngoại và báo lề trái đưa tin, tuy nhiên báo chí trong nước thì tuyệt nhiên cầm nịt. Hồi đầu năm 2021, nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội các hình ảnh cho thấy một số xe của hãng VinFast đã bị sập gầm, bánh xe gãy rời. Facebook Phương Ngô, người lâu nay vẫn thường lên tiếng trên mạng xã hội để chống tiêu cực và bất công, đăng bài về hình ảnh cho thấy một chiếc xe Lux A 2.0 bị sụp xuống mặt đường, bánh trước bên trái và gãy quay ngoặt sang ngang. Bài đăng này sau đó nhận được hơn 4.500 phản ứng thích, cười và ngạc nhiên và hơn 1.800 lời bình luận và 770 lượt chia sẻ. Theo thông tin mà bà Phương đưa ra, chiếc xe gặp sự cố ở đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Bên dưới bài đăng của bà Phương, một số người xác nhận rằng họ sống gần đó và có nhìn thấy chiếc xe bị như vậy. Đây là hình ảnh một chiếc xe VinFast bị gãy càng, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh vào hôm 16 tháng 2 năm 2021. Theo Facebook Phương Ngô. Từ hôm đưa lên chiếc xe đầu tiên đến nay là 4 chiếc xe liên tiếp bị sự cố. Tai nạn xảy ra rất là nhẹ ở những cung đường đô thị bằng phẳng mà tạo nên sự cố gãy trục như vậy. Nhưng mà nhận lại là sự im lặng của tập đoàn của hãng xe này. Nhiều người cũng bày tỏ ý kiến rằng chất lượng xe của VinFast như vậy là quá tệ. Song bên cạnh đó, có những người cho rằng việc xe hơi bị hư hỏng như vậy không phải là điều lạ. Các hãng xe lớn trên thế giới đều có xác suất nhất định về xe gặp phải hư hỏng. Và sau đó, theo những ngày tiếp theo, nhất là 2 ngày cuối tuần, một số Facebook khác cũng đăng bài và ảnh cho hay chỉ trong vòng vài ngày có 3 chiếc xe khác của VinFast liên tiếp gặp sự cố tương tự. Theo thống kê của người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam, 4 chiếc xe của VinFast gồm một xe ở quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh hôm 16 tháng 2, một xe ở quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh hôm 21 tháng 2, một xe ở Quảng Ninh cũng hôm 21 tháng 2 và một xe mang biển số Đà Nẵng, song không rõ thời điểm và địa điểm xe bị hư hỏng. Facebook Phương Ngô đã nói như vậy với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ như sau.
họ không hề ra thông báo để giải thích sự cố. Từ hôm đưa lên chiếc xe đầu tiên đến nay là 4 xe liên tiếp bị sự cố. Tai nạn xảy ra rất là nhẹ ở những cung đường đô thị bằng phẳng. Vậy mà tạo nên sự cố gãy trục đến như vậy. Gọi là sự cố hàng loạt của thương hiệu hay sao? Nhưng mà nhận lại chính là sự im lặng của tập đoàn, của hãng xe. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Hai ngày 6 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Hoa hậu Hòa bình Việt Nam giơ ba ngón tay tỏ ý chống độc tài. Cô Nguyễn Thúc Thủy Tiên, 23 tuổi, vừa đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới vào tối ngày 4 tháng 12 ở Thái Lan sau khi có bài phát biểu truyền cảm ứng và giơ ba ngón tay biểu tượng của người biểu tình đòi dân chủ ở xứ Chùa Vàng. Tuy nhiên, hình ảnh cô giơ ba ngón tay đã bị các tờ báo trong nước kiểm duyệt và cắt đi. Đây là hình ảnh Hoa hậu Nguyễn Thúc Thủy Tiên giơ ba ngón tay chào khán giả. Động tác chào bằng ba ngón tay của Nguyễn Thúc Thủy Tiên, Hoa hậu Hòa bình quốc tế, đang gây sự chú ý của dư luận ở Thái Lan và ở Việt Nam. Cử chỉ chào bằng ba ngón tay bằng cách giơ ngón trỏ, ngón giữa và ngón út áp út, đồng thời giữ các ngón út và ngón giơ tay chào. Động tác này là biểu tượng của chim húng nhại trong phim Đấu trường sinh tử 2014 ở Thái Lan và Myanmar đã trở thành biểu tượng của sự phản kháng quân đội hậu thuẫn chính phủ. Theo Mark Cogan, chuyên gia về Đông Nam Á, chia sẻ. Cũng theo vị chuyên gia này, nó còn là biểu tượng của cách mạng Pháp, quyền bình đẳng và quyền tự do. Trong phần thuyết trình bằng tiếng Anh, Nguyễn Thúc Thủy Tiên cho biết, hòa bình nó cũng giống như không khí ở xung quanh chúng ta. Chúng ta sống và nghĩ về nó hàng ngày, nhưng không hiểu sao chúng ta cho rằng bảo vệ hòa bình không phải là nhiệm vụ của chúng ta. Chiến tranh không chỉ xảy ra ở quá khứ, mà chiến tranh còn là cuộc chiến tranh giữa thiên thần và ác quỷ trong mỗi người chúng ta. Vì thế, chúng ta là những người có thể kiểm soát và kiềm chế nó. Việc lớn lên không cùng với cha mẹ đã dạy cho tôi điều quan trọng nhất của tình yêu là gì. Ngày hôm nay tôi đứng ở đây để sát cánh cùng với những người bị bỏ rơi và cả những ai muốn làm tổn thương người khác. Làm ơn hãy để tình yêu và sự cảm thông trỗi dậy trong bạn để chiến tranh và bạo lực không còn xảy ra nữa. Tôi đã từng bị bỏ rơi, nhưng tôi sẽ không phớt lờ bạn vì tôi biết mỗi chúng ta là một phần trong việc thay đổi thế giới. Chúng ta đều là anh hùng của chính mình. Chúng ta hãy cùng nhau tạo lập một thế giới hòa bình và tươi đẹp. Ngay sau đó, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam nói một câu bằng tiếng Thái có nghĩa là làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Đồng thời, giơ cao ba ngón tay khép lại. Giải thích với tờ báo Matichon của Thái Lan sau khi đăng quang về biểu tượng mà cô đưa ra ở cuộc thi, Nguyễn Thúc Thủy Tiên đã nói: Tôi đã biết về tình hình ở Thái Lan cách đây vài tháng và về những người đấu tranh và biểu tình ở Thái Lan. Đây là hình ảnh người biểu tình ở Thái Lan mới đây dùng biểu tượng ba ngón tay tỏ ý chống độc tài và yêu cầu thủ tướng từ chức. Vì vậy, tôi chỉ muốn giơ ba ngón tay với ý nghĩa của câu tiếng Thái rằng hãy biến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Tôi nghĩ những gì đang xảy ra ở Thái Lan cách đây vài tháng và bây giờ hơi muộn để nói về nó. Vì vậy, tôi muốn nhắn nhủ đến nhiều người hơn nữa, hãy giúp nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Kiểu chào bằng ba ngón tay được sử dụng bởi các thành viên của phong trào hướng đạo Skull and Queen từ năm 1908, nhưng đến khi bộ sách Đấu trường sinh tử của Scott Collins được chuyển thành phim, thì nhiều người biết đến nó như một hình thức phản kháng độc tài. Năm 2014, thanh niên Thái Lan đã sử dụng biểu tượng chào ba ngón tay trong các cuộc biểu tình chống lại quân đội. Chính quyền coi đây là biểu hiện phản động và cấm chiếu phim Đấu trường sinh tử. Vào năm 2017, người dân Philippines cũng sử dụng kiểu chào này để phản đối Tổng thống Duterte. Sau đó, biểu tượng chào ba ngón tay tiếp tục xuất hiện ở các cuộc biểu tình chống độc tài tại Thái Lan, Miến Điện vào năm 2020 cho đến năm 2021 và đến nay. Trong phần thi ứng xử ở top 5 cuộc thi chung, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam đã bày tỏ lời cảm ơn với người đã sáng chế ra vaccine của hãng AstraZeneca và chia sẻ bản quyền miễn phí vì nó rẻ hơn những vaccine của các hãng khác. Đây là hình ảnh Thủy Tiên chụp ảnh cùng top 5 Hoa hậu Hòa bình Thế giới năm 2021 sau đêm chung kết.
Nếu có một cơ hội được ngỏ lời với người mà tôi ngưỡng mộ, tôi muốn gửi lời cảm ơn với người đã sáng chế ra vaccine AstraZeneca vì cô ấy không cần cái số tiền thưởng dành cho bằng sáng chế. Tôi muốn nói với cô ấy rằng tôi cảm thấy vô cùng biết ơn đôi khi chúng ta làm việc tốt mà không cần tới sự ghi nhận. Cũng trong cuộc thi Miss Grand 2020 tổ chức vào hồi tháng 3 năm nay, Hoa hậu Hòa bình Myanmar, cô Han Lei cũng đã đưa cao 3 ngón tay khép lại ngay trên sân khấu của cuộc thi sau đó và đã phải ở lại Bangkok để xin tị nạn do lo sợ bị chính quyền quân sự của Miến Điện sẽ bắt giữ cô khi về nước. Bình luận về sự kiện này, nhà hoạt động Nguyễn Hồ Nhật Thành đã viết trên trang Facebook cá nhân như sau. Có thể nói việc sử dụng biểu tượng này cho phần trình bày trong đêm chung kết là khá táo bạo và khôn ngoan của Thủy Tiên so với các thí sinh khác. Vì đây là một biểu tượng được cho là nhạy cảm đối với nhà cầm quyền quân Việt, nhưng lại được sự ủng hộ rộng rãi của thế giới văn minh và giới trẻ ở Thái Lan. Phần trình bày của Thủy Tiên kết thúc với thần thái cương trực trên khuôn mặt cùng với biểu tượng ba ngón tay đã lấy lòng được rất nhiều khán giả qua tiếng vỗ tay và hò hét tán thưởng kéo dài. Đây là hình ảnh Hoa hậu Thủy Tiên đã rất sắc sảo trong phần thi ứng xử. Đây chính là sự khác biệt khi thuyết trình về chủ đề hòa bình của Thủy Tiên so với các thí sinh khác. Nó không chỉ dừng lại ở những lời kêu gọi hòa bình một cách trừu tượng và còn thể hiện một thái độ rõ ràng đối với một phong trào hành động cụ thể đang diễn ra. Vì nền hòa bình thực sự chỉ có thể tồn tại và phát triển bền vững trong một chế độ dân chủ, nơi những xung đột có thể giải quyết thông qua những phương tiện hòa bình thay vì một hệ thống bạo quyền. Tôi không chắc mức độ thấu hiểu và đồng cảm của Thủy Tiên đối với phong trào hòa bình dân chủ đang diễn ra ở Miến Điện và Thái Lan như thế nào, hay đó chỉ đơn thuần là một chiêu thức để giành giải. Song điều này cũng có thể hiện một thông điệp văn hóa rất tích cực đối với cuộc thi sắc đẹp, đó là sự đánh giá về cái đẹp của con người nói chung và người phụ nữ nói riêng, và không chỉ là hình thể mà còn là về tâm hồn và trí tuệ. Người mẫu thực sự là người không chỉ cần luyện tập một cơ thể cân đối mà còn cần bồi dưỡng tri thức qua việc đọc sách, quan tâm đến vấn đề xã hội và chính trị xung quanh mình. Khi đó, cái đẹp mới thực sự cứu rỗi thế giới. Ông Nguyễn Hồ Nhật Thành đã nêu quan điểm của mình như vậy. Còn bạn đọc Hoàng Nguyễn thì cho rằng, mình không xem cuộc thi này nhưng nghe Edmund Min nói như vậy thì cô ấy cũng giỏi tìm hiểu về thời cuộc để ứng xử cho đúng đắn, đừng ứng xử như cô gái vót chồng. Đây là hình ảnh Hoa hậu Đỗ Thị Hà biểu diễn đàn trưng bài Cô gái vót chồng có nội dung xiên xác quân Mỹ ngay trên đất Mỹ. Nguyễn Thúc Thùy Tiên của Việt Nam vượt qua được 69 thí sinh khác để giành vương miện hoa hậu này trong cuộc chung kết tối 4 tháng 12 tại Thái Lan. Theo báo chí Việt Nam, cô biết hai ngoại ngữ Anh và Pháp. Theo đại diện Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, Thùy Tiên từng là sinh viên ngành ngữ văn Pháp khóa 2016. Thông tin từ Trường Đại học Hoa Sen năm 2019, Thùy Tiên bắt đầu theo học chương trình quản lý khách sạn và nhà hàng quốc tế Vathe. Hiện Thùy Tiên đang là sinh viên năm thứ 3 của trường này. Đây là chương trình học toàn bộ bằng tiếng Anh và tân hoa hậu có kết quả học tập xuất sắc 3 năm liền. Ngoài ra, Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021 còn được biết đến với một sự là sinh viên tích cực tham gia các hoạt động trong khoa. Tân Hoa hậu cũng từng đảm nhiệm vai trò của MC khi học tập tại trường trước khi đăng quan của giải Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021. Nguyễn Thúc Thủy Tiên từng có kinh nghiệm tham dự nhiều cuộc thi nhan sắc. Cô từng đạt giải Á Khôi 1 cuộc thi Hoa hậu Hoa Khôi Nam Bộ, top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 với danh hiệu là người đẹp, nhân ái. Mỹ nhân 9X này cũng đã từng là đại diện Việt Nam đi thi Hoa hậu quốc tế v.v. Hoa hậu Hòa bình quốc tế là cuộc thi sắc đẹp thường niên có trụ sở tại Thái Lan, tổ chức lần đầu năm 2013. Người đăng quan sẽ đến nhiều nước để truyền thông điệp về chấm dứt chiến tranh và bạo lực. Sau 7 lần diễn ra, cuộc thi ngưng tổ chức vào năm 2020 vì dịch. Đầu năm nay, cuộc thi trở lại tại Thái Lan, đương kim hoa hậu là Evelyn đến từ nước Mỹ.